Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của tôi. Và hôm nay thì tôi sẽ làm một cái video chủ đề, đó chính là xe tải K6 trong năm 2023 sẽ nâng tải lên 7 tấn. Thì như vậy thì cái kết cấu của nó sẽ như thế nào? Và cái kết cấu cũ của nó thì liệu có chịu được cái tải trọng 7 tấn hay không? Thì mời các bạn cùng dõi theo video của tôi nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video. Từ năm 2020 đến cuối năm 2022 thì Nissan K6 ra mắt thị trường với phiên bản tải trọng 5,5 tấn, thùng dài là 5,2 m. Nhưng mà sau một cái thời gian thăm dò thị trường thì chúng tôi nhận ra rằng là rất nhiều khách hàng hỏi rằng là có xe 7 tấn không, và tại sao cái phân khúc này nó lại không nâng lên 7 tấn. Nếu mà nâng lên 7 tấn thì lại quá là tuyệt vời, và chiều dài thùng như thế là ổn rồi. Đáp ứng cái câu hỏi cũng như là cái nhu cầu về dòng xe của các bác tài trong năm 2020 đến năm 2022 thì nhà máy Đồng Vàng quyết định là đến năm 2023 chúng tôi sẽ nâng tải con xe này lên 7 tấn. Và chiều dài thùng thì sẽ giữ nguyên là 5,2 các bạn nhé. Đó, vậy thì nhiều bác tài hỏi tôi rằng nếu nâng xe lên 7 tấn thì sẽ thay đổi những cái gì, thì sẽ giữ nguyên những cái gì. Để mà nói chính thức thì chúng tôi vẫn chưa có một phiên bản xe 7 tấn nào ra mắt thị trường tính đến thời điểm này, để cho quý vị và các bạn có thể nhìn rõ nhất. Thế nhưng ít nhiều chúng tôi cũng đã nắm được một số cái thông số cơ bản nhất của xe. Thì hôm nay trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điều thay đổi và những điều sẽ không thay đổi. Thứ nhất, cái điều không thay đổi đi theo xe đó chính là về cái ngoại hình của xe, vóc dáng của xe vẫn với cái cabin nguyên bản của K6 với 3 vị trí ghế ngồi, cabin rộng rãi, trang bị đầy đủ kính điện, khóa điện, điều hòa hai chiều, và toàn bộ cái cụm gương của xe tải K6 vẫn được giữ nguyên. Bởi vì cái cụm gương này thực ra nhiều bác chê rằng là nó khá là cồng kềnh, nó không hợp để đi vào những cái cung đường nhỏ, cung đường nông thôn. Nhưng đổi lại, hãy tưởng tượng nếu chúng ta mang cái xe này ra chạy ở những cái cung đường đèo dốc, những cái cung đường Tây Bắc, thì cái tầm cua của chúng ta nó rộng, thì đây sẽ là một cái cụm gương cực kỳ nhiều điểm lợi thế, và nó sẽ đem lại cho chúng ta cái tầm nhìn rất là tốt. Với cái tải trọng lớn như thế đấy, thì chúng ta phải cần cái sự an toàn cực kỳ cao các bạn nhé. Đó, về cái hệ thống an toàn thì tôi cũng sẽ nói thêm, đó chính là với dòng xe tải từ 5 cho đến 7 tấn thì đương nhiên là xe vẫn luôn luôn sẽ được trang bị hệ thống turbo tăng áp này, rồi hệ thống phanh hơi lốc kê, rồi là hệ thống phanh khí xả, để có thể là giúp cho chúng ta đi xe an toàn hơn và chúng ta phanh an toàn hơn, đổ đèo tốt hơn các bạn nhé. Rồi, đó là phần cabin thì sẽ được giữ nguyên. Phần thứ hai được giữ nguyên đó chính là hệ thống chassis. Bởi vì các bạn biết rồi đấy, nhà máy ô tô Đồng Vàng từ trước đến giờ luôn luôn chỉ nhập khẩu một loại chassis, đó chính là loại chassis của Hàn Quốc. Bởi vì từ năm 2017-18 đổ về là nhà máy Đồng Vàng là một trong những nhà máy nổi tiếng nhất lắp ráp ra những cái dòng xe tải Hyundai chất lượng tốt nhất, giá thành cao nhất. Đó, giá thành đi đôi với chất lượng các bạn nhé. Và cho đến bây giờ thì Đồng Vàng vẫn luôn luôn chỉ sử dụng một loại chassis nhập khẩu từ Hàn Quốc. Cho nên là dù cái chiếc xe này có để tải trọng 5,5 tấn hay là 7,5 tấn hay thậm chí là 10-15 tấn thì nó vẫn chịu được bình thường các bạn nhé. Bởi vì chính thức ở trên chiếc xe tải 5,5 tấn Nissan này thì các bác tài, nhiều bác tài sau khi lấy xe về đã đi độ lại thùng này, rồi là làm thêm một số cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà đã chở lên tới 10-15 tấn, cụ thể là chở cây keo các bạn nhé. Đó, mình không hề nói phép một chút nào. Và cái các bạn cần làm thêm trên những cái bản xe tải mà nặng như thế chính là các bạn chỉ cần bổ sung thêm một cái hộp số chậm, hộp số phụ nhá. Và hộp số phụ đó khi chúng ta chuyển giao sang hộp số phụ đó thì toàn bộ cái xe nó sẽ chuyển đổi thành cầu chậm. Đó, nó sẽ tạo ra cái moment xoắn lớn hơn và khả năng neo dốc nó sẽ tốt hơn, kéo tải tốt hơn. Đó là cái nguyên nhân mà chiếc xe tải 5,5 tấn này có thể cõng tải lên tới 15 tấn. Và đó là hai điểm giữ nguyên. Sau đây thì mình sẽ nói về cái vấn đề thay đổi để có thể phù hợp với cái dòng tải 7 tấn. Thứ nhất đó chính là về hệ thống máy. Hệ thống máy thì vẫn sẽ sử dụng hệ thống máy Nissan ZD30 với cái hộp số phát của Mỹ 6 cấp. Thế nhưng với cái mã 15L thì khả năng là dòng xe tải 7 tấn sẽ chuyển lên khoảng độ 17L, nâng cấp từ khoảng độ 370 Nm lên sẽ khoảng độ hơn 400 Nm các bạn nhé. Nói thế thôi, thế nhưng mà khi mà nâng theo thì cái máy nó cũng sẽ phải đạt yêu cầu ít nhất là cái tối thiểu của cục đăng kiểm thì nó mới được đăng kiểm ra với cái dòng tải 7 tấn. Cái thứ hai đó chính là sẽ thay đổi về hệ thống lốp. Lốp từ 750 với tải trọng 5,5 tấn ở đây thì chúng ta sẽ thay đổi lốp lên đó chính là 800R16 các bạn nhé. 800-16 là kích thước lốp của xe tải từ 7 cho đến 8 tấn. Và toàn bộ hệ thống lốp thì sẽ bao gồm lốp sau là gồm 4 lốp, hai bên là lốp kép, và lốp trước thì sẽ là hai bên lốp độc lập đó, cộng thêm một hệ thống lốp sơ cua, tương đối ổn rồi. Cái thứ ba mà sẽ nâng cấp đó chính là hệ thống nhíp các bạn nhé.
Nhíp cũng là một trong những cái bộ phận mà khi đăng kiểm xe ra, cục đăng kiểm sẽ kiểm tra rất là kỹ. Với hệ thống nhíp ban đầu của xe tải K6 là bao gồm 17 lá nhíp với 2 phân tầng các bạn nhé. Với 2 phân tầng thì sẽ khả năng sẽ nâng lên khoảng độ 22 lá nhíp, khoảng 5 lá nhíp nữa là chúng ta có thể là nâng cấp phiên bản này lên 7 tấn rồi. Còn về hệ thống cầu số và trục các đăng thì do là ngay từ đầu cái phần cầu số và trục các đăng này nó đã được nhập khẩu nguyên khối rồi, dập dưới áp lực rất là lớn, dập nguội. Thế cho nên là bộ phận này sẽ được giữ nguyên bởi vì nó đã thừa sức đáp ứng được cái sức tải của dòng xe tải 7 tấn rồi. Đó. Như vậy là với cái phiên bản nâng tải lên 7 tấn thì đa số là về vẻ bề ngoài chúng ta sẽ không thấy có cái sự gì thay đổi cả. Chắc cùng lắm thì nó sẽ nâng từ cái tên là K6 lên thành K7. Đấy, nó thể hiện là rõ cái tải trọng 7 tấn của nó. Và thay đổi một số cái như kiểu là công suất máy này, rồi là hệ thống lốp, hệ thống nhíp thôi. Còn hệ thống khung gầm sắt xi, rồi là phần cabin, trang bị trên cabin là gần như là giữ nguyên các bạn nhé. Thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube Văn Tình Thay Đồ của mình, hãy theo dõi mình để trong thời gian qua Tết mình sẽ quay về cái sản phẩm 7 tấn nó review chi tiết cho các bạn xem tận nơi. Và nếu các bạn có cái nhu cầu về dòng xe tải Nissan K6 5 tấn thì bên mình vẫn còn xe để giao cho các bạn nhé. Và các bạn cũng yên tâm rằng khi nâng tải lên 7 tấn với cái sự thay đổi không nhiều thì cái phụ tùng phụ kiện vẫn được cung cấp đàng hoàng. Tức là cái phụ tùng phụ kiện của con 7 tấn với 5 tấn dùng chung được các bạn nhé, không ảnh hưởng gì. Cho nên là các bạn đừng lo, những khách hàng đang có nhu cầu về dòng xe tải 5 tấn là đừng lo là chúng tôi sản xuất ra 7 tấn thì sẽ không có phụ tùng dành cho 5 tấn nữa. Hãy yên tâm là sẽ luôn luôn có sẵn các bạn nhé. Đó, và dòng xe này trong tương lai sẽ còn phát triển rất là nhiều. Cho nên hãy yên tâm và sử dụng nó. Ở thời điểm này, khi các bạn muốn sở hữu xe tải Nissan K6 với bản tải trọng 5 tấn, bên mình vẫn sẵn xe giao ngay với đầy đủ phiên bản màu là trắng và xanh. Phiên bản thùng bạc thì vẫn đầy đủ là 5m05 của nhà máy và 5m2 của bên mình tự đóng. Các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm nào, bên mình cũng đáp ứng được. Còn với dòng 7 tấn này thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi sang năm 2023, khoảng độ tầm 2 đến 3 tháng nữa thôi là bên mình sẽ tung sản phẩm này ra thị trường. Và như mình đã nói đấy, phụ tùng phụ kiện sử dụng chung, cho nên các bạn lấy bản tải trọng nào cũng vẫn ok. Và trong tương lai sản phẩm này sẽ chạy rất nhiều trên đường, cho nên là các bạn hãy yên tâm rằng cái độ phủ sóng nó rất tốt, chúng ta sử dụng và cũng nhiều người sử dụng khác không phải lo. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn có nhu cầu về dòng xe tải Nissan K6 của Đồng Vàng hãy liên hệ với mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.